Còn nơi đây là nơi trưng bày cây giống của bên trung tâm cây giống thì cũng có nhiều anh chị đến mua cây giống nè. Thường hay hỏi bên trung tâm cây giống là một công đất trồng được bao nhiêu cây. Thì bên Ly sẽ tư vấn cho cô chú anh chị là một công đất thì bên Ly sẽ cho trồng là 4x4 thì mình trồng được 60 cây trên một cái công đất của mình ha. Còn gọi là 1.000 mét vuông đó. Là một công đất thì mình trồng được 60 cây là đối với 4x4 nha. Còn nếu anh chị là chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta muốn trồng khoảng cách thưa hơn, muốn trồng tốt hơn một tí xíu nữa thì mình có thể là trồng khoảng cách là 5x5. 5x5 thì mình sẽ trồng ít cây lại một tí xíu nữa nha. Đó thì cô chú anh chị chúng ta tính được cái khoảng cách đi thì Ly sẽ tính được cái cây giống của mình trồng. Thì quý bà con chúng ta đến trung tâm cây giống thì mình mua cây nó sẽ dễ dàng hơn ha. Còn cây giống của bên trung tâm cây giống lúc nào cũng có sẵn cho quý bà con chúng ta đến để tham quan mua sắm tại trung tâm cây giống nha. Về cây giống mít cục đỏ sơ vàng, ở đây là hàng cây giống là hàng hai phân ăn lên, là đường kính của cây là cái lô giống như thế này, là cái hàng cây đi đang chất giống như thế này nè ha. Từ đây chạy dài vô trong luôn đó, nguyên một cái lối này là mít từ hai phân ăn lên. Tuột đọt đang phát triển rất là tốt, cây này là vừa trồng luôn nha bà con, vừa trồng luôn rồi đang đẻ nhánh nè, phân chi phân tàn. Bên Ly cung cấp cây giống thì bao chuẩn giống cho quý bà con chúng ta ha, bao chuẩn giống là cam kết đúng giống và đồng thời có hỗ trợ kỹ thuật từ khi đặt cây con đến khi mà bên trung tâm cây giống đến tại vườn để hỗ trợ kỹ thuật làm trái cho quý bà con chúng ta luôn. Và cái đặc biệt hơn nữa là bên Ly có thu mua lại trái mít cuộc đỏ sơ vàng lá bầu Indo này luôn nha. Không phải cô chú anh chị là chúng ta mua cây giống của bên trung tâm cây giống mà bên Ly mới thu mua lại trái. Cô chú anh chị là chúng ta không có mua cây giống của bên trung tâm cây giống mà có trái cần bán thì cứ việc alo theo hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên Ly vẫn đến vườn ha, thu mua giá thị trường nha bà con, giá xuất khẩu ha. Có lúc thì rẻ, có lúc thì cao thì tùy theo thời điểm. Có lúc thì 25.000, có lúc thì lên tới 100.000 trên ký, có lúc thì nhiều hơn trăm cũng có luôn nha. Còn bên đây thì gốc nó sẽ nhỏ hơn tí xíu nè. Bên đây thì gốc từ 1/3 tới 1/5. Là đường kính của cây từ 1/3 tới 1/5 thì nó sẽ giống như thế này. Thì anh chị là chúng ta mạnh vốn thì chúng ta trồng gốc to thì nó sẽ nhanh cho trái hơn. Còn cô chú anh chị là chúng ta ít vốn thì chúng ta trồng cái thằng gốc nhỏ này thì nó sẽ chậm cho trái hơn tí xíu ha. Lấy công làm lời nha bà con. Thì gốc to hay gốc nhỏ thì bên Ly chỉ làm là có một nguồn bo, là luôn cam kết đúng giống cho quý bà con chúng ta, chứ không phải là cái hàng gốc to ha, thì mình làm cái hàng chất lượng, còn hàng nhỏ là mình làm hàng không chất lượng là không phải nha. Thì có nhiều anh chị hỏi là cái hàng mà bên Ly bán gốc to là giá bao nhiêu và gốc nhỏ là giá nhiêu, tại sao khác giá tiền, thì nó chất lượng như thế nào, là nó khác cái đường kính của cây thôi chứ nó không có khác cái gì hết ha. Rồi tiếp tục lô tiếp theo bên đây, lô bên đây nè là mít ruột đỏ sơ vàng nè. Lô này thì cũng gốc thì từ hai phân ăn lên, cây hai phân ăn lên thì nó sẽ giống như thế này. Đây là cái lá của mít cục đỏ sơ vàng nha. Ly cũng muốn quay kỹ cho quý bà con chúng ta nhận dạng ra được. Đây là cái lá của cây mít cục đỏ sơ vàng, mít cục đỏ sơ vàng đúng giống nha. Đúng giống mới được xuất khẩu nha bà con. Chúng ta trồng cây mít thì ít nhất thì cũng phải là từ thí dụ như chúng ta mua gốc to đi, 14 tháng để trái đi, cộng thêm 6 tháng nữa là cũng 20 tháng rồi. Nhưng mà 20 tháng thì nó ra cái trái mà chúng ta biết là không phải là cái cây giống mít cục đỏ sơ vàng thì nó cũng rất là tốn công tốn sức ha, đặc biệt là không phải là cái mục đích của chúng ta đầu tư ban đầu thì nó cũng rất là buồn nha bà con. Buồn không thôi không tính đâu, nhầm khi cô chú anh chị là chúng ta ít vốn mà trồng lộn giống như thế đó lại có thể là đi Bình Dương luôn nha bà con. Đây đây là cái cây giống mà bên Ly muốn giới thiệu cho quý bà con chúng ta đây ha, những cái lô cây bự nha. Thì bên trung tâm cây giống cũng thường xuyên nhận được cái câu hỏi là mít ruột đỏ sơ vàng khoảng cách là bao nhiêu trồng khu vực miền Tây và một công đất thì mình trồng được bao nhiêu trên một khu vườn của mình, là một công đất của mình trồng được bao nhiêu cây nha. Thì Ly cũng muốn trả lời cho cô chú anh chị kỹ hơn. Thì tùy theo cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng khoảng cách là 4m hay là 5m nha. Nếu như 4m là một công là 60 cây nha bà con. Còn khoảng cách 5m một cây thì nó sẽ thua ra một tí xíu, thì cái cây giống của mình nó sẽ ít hơn nha. Thì một lần nữa Ly xin thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an ha, cùng trả lời cho quý bà con chúng ta một công đất trồng được bao nhiêu cây và khoảng cách trồng khu vực miền Tây ha bà con. Cô chú anh chị là chúng ta quan tâm cần hỗ trợ kỹ thuật nè thì cứ việc alo theo hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được phục vụ cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và tốt hơn nha. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.